Vâng, xin chào mừng bà con đến kênh Nhật Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn bà con đã dành cho biết thời gian clip và xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ bà con, hôm nay là chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022. Đó, thì ngày nay mình có về được tổng thể là 6 con. Đó, thì trong đó có 5 con nghe cái Anh Quốc với lại là một con nghe đực 3B cơ bắp 3B F2 bà con. Đó, thì bây giờ mình quay chi tiết báo giá công khai luôn. Đó, 6 con nghe này cho bà con xem và tham khảo. Đó, rồi thì ngày mai mình có chuyến đi về Hà Ra với lại là Gia Lai với lại là Ea Leo Thạch Lách nha bà con. Ở đây bà con có tiện đường thì có muốn mua con nào thì cứ liên hệ với mình để sẵn xe mình ghép mình vận chuyển luôn. Rồi, bắt đầu vào nội dung chính của mình, chi tiết xéo con nghe này nha bà con. Rồi, bò về đó bà con. Đó, thì trên xe này là về hết là 6 con. Đó, thì đem con nghe cái Anh Quốc với lại là một con nghe cái nghe đực 3B F2, 3B cơ bắp đó bà con. Đó, con 3B cơ bắp nó đứng qua cùng này. À, nhỏ nhưng mà nó có gió nha bà con. À, đúng không? Đó, nghe cái rớt xuống rồi đó. Một con, hai con, à, ba con, bốn con, à, năm con. Rồi, năm con nghe cái Anh Quốc với lại một con nghe được 3B. Đó, bây giờ mình quay cho mình nhiều quá bà con. Đó, ngày mai là mình có chuyến đi giao về Hà Ra, Gia Lai với lại là Ea Leo Đắk Lắk nha bà con. Đó, bây giờ tổng quan hết đàn bò mình này. Để rồi bây giờ mình quay chi tiết từng con luôn, từng con báo giá công khai luôn cho bà con xem và tham khảo. Đó, rồi con này con số 1 nha bà con. Đó, đó thì mình cũng thông báo bà con luôn, đó là nguyên lô này. Đó, mình đồng giá với bà con là 13.500.000 hết, đồng giá là 5 con nha bà con. Đó, còn bây giờ mình công khai giá bán lẻ từng con từng con. Đó, con nhỏ này, con này là con số 1 đây, con nghe cá Anh Quốc. Đó, thì con này là giá 13.500.000. Đó, đồng giá hết 5 con là 13.500.000 nhưng mà bán lẻ từng con thì giá nó khác nha bà con. Đó, con này 13.500. Rồi, đây, đây con số 2, con này là mè Pháp đĩa nha bà con, mè Pháp cọp đĩa luôn. Đó. Con này con số 2. Đó, con này giá là 14.500.000. Bò này nó cao hơn 1m1 hết nha bà con, con này cao 1m15-16 rồi đây. Đó, con này con số 2. Đó, mình quay sơ sơ trước rồi mình quay kỹ lại cho bà con xem sao. Rồi, tiếp theo con này con số 3 nha bà con. Đó, con này cũng có cột giật giọt. Đó. Đây. Đó, con này giá 13.500.000. Đó, bò này thì đồng giá chỉ có 13.500.000 thôi nha bà con. Đó, con này con số 3. Đó, đây là giá lẻ từng con nha bà con. Đó, 13.500.000 con số 3. Rồi, tiếp theo con số 4 bà con. Đó, con số 4 là con Anh Quốc luôn nha. Đó, con đứng trong rồi. Đây. Bò này nói chung cao 1m15 cho lên hết rồi nha bà con. Đó, con này thì giá 14 triệu. Đó, nghe cá Anh Quốc. Đây, con số 4. Đó. Này còn con Cinnabon này thì mai đi về Đắk Lắk này. Đó, con này 14 triệu này, con nghe cá Anh Quốc số 4 này. Đó. Đó, bà con cứ xem và nhận dạng và báo số đó là mình biết con nào là con nào. Đó, tại vì nó đem con một chùa, nó mới đem con nha bà con. Đó, thì ai biết hết đem con thì mình đồng giá là 13.500.000. Đó. Rồi, tiếp theo con số 5. Đó, con này thì có 12 triệu thôi bà con. Đó, nghe cá Anh Quốc. Đó, con này đó, giá 12 triệu. Rồi, con số 6. Đó, con này cũng 3B cơ bắp nha bà con. 3B F2 đó, mẹ 3B đĩa đó. Đó, con này tinh ngồi nên nó ba ra cơ nhiều lắm bà con. Đó, cơ đùi, cơ dài nó rất là tốt. Chân cánh nó to. Đó, con này cao 1 mét thôi. Nó 6-7 tháng bò cho mất bà con. Đó, nghe được 6-7 tháng. Đó, dòng 3B F2 này ăn tốt lắm nha bà con. Đó, ai đủ nuôi cánh hoặc là mua về đếp thịt hoặc là mua về nhảy giống bò vậy. Hoặc là lấy tinh đó phối á, thì cứ bác con nghe này. Đó, ai ở trại lớn đó, thì bác con nghe này về làm cánh cũng đẹp bà con. Đó, bà con thấy có dài có đùi nữa. Đó, nó rin bò 3B quá bà con. Nó giống như mấy con bò trên mạng á. Trên YouTube rồi thường có những con bò mà nó nuôi cánh với lại là nuôi lấy tinh á. Đó, nó là đây bà con. Cao đúng 1 mét nha bà con.
Đó, dài đùi rất là tốt, vừa bán cổ nó như bò phát các bạn, nhỏ mà tính là bán cổ gừa. Con này bà con đép lật lên này nó to gừa lắm đấy bà con. Đó thì con nghé ba bơ cơ bắp này mình báo giá cơ khai là 21.500.000. Đó, wow, thay đùi dài gương mà còn cục cục. Đó cái dòng này nó lùng và không có cao nha bà con, đó mà nó nở được cái dòng ngang. Đó, ba bơ rin nha bà con, ba bơ F2 là ba bơ cơ bắp đó. Chút gì cái đít thì đau. Đó thì tổng quan là ngày nay về xéo con, đó thì Apex nem con nghe cái thì đồng giá 13.500. Đó còn nếu Apex lẻ thì mình có báo số á bà con xem mà tham khảo. Đó, thì chi tiết xéo con nghĩ để xem. Bà con có bác nhu cầu bác con nghĩ nào đó thì cứ liên hệ số điện thoại bên góc trái màn hình của mình. Còn nếu ai ở gần thì tới địa chỉ thôn An Thạnh, xã Sơn An, thị xã An Khê để xem bò thực đấy. Rồi, nói chung chúc bà con buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hẹn bà con trong những video tiếp theo. Rồi, bye bà con.